các danh hài hội ngộ tập táo quân, khán giả vỡ òa khi nghệ sĩ nhân dân Công Lý quay trở lại. Chết mày cưng, chết mày cưng, chết mày cưng. Mình có thao nhũng đâu mà sợ, mình là trong sạch mới nhỉ. Mày nhìn thấy tao trong sạch bao giờ? Ekip sản xuất chương trình gặp nhau cuối năm Táo Quân năm 2023 vừa có buổi gặp mặt các nghệ sĩ tham gia để chuẩn bị cho chuỗi ngày tập luyện. Khán giả vỡ òa khi có sự xuất hiện của dàn sao đã gắn liền với tuổi thơ, ký ức nhiều thế hệ. Bên cạnh sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh, nghệ sĩ Quang Thắng, Vân Dung thì MC Thảo Vân, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và nghệ sĩ nhân dân Công Lý cũng xác nhận quay trở lại Táo Quân 2023. Đây là tin vui dành cho hàng triệu khán giả truyền hình hâm mộ chương trình này. Táo Quân 2023 là một chương trình đặc biệt kỷ niệm 20 năm lên sóng, đã đồng hành với khán giả truyền hình sau nhiều năm vào mỗi đêm 30 Tết. Sự hiện diện của đầy đủ dàn táo lên trầu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình tiết, mảng miếng hài thâm thúy, thú vị và đầy tính nhân văn. Năm 2020, khán giả ngỡ ngàng và tiếc nuối khi chương trình Táo Quân tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp. Thay vào đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã chiếu chương trình theo hình thức mới nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi của khán giả bởi không còn các nhân vật ông táo, bà táo đại diện cho các lĩnh vực khác nhau. Đến năm 2021, chương trình Táo Quân trở lại với format cũ nhưng nhiều khán giả tiếc nuối khi không phải Xuân Bắc và Công Lý làm nam táo bắt đầu bởi nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc bận rộn khi làm lãnh đạo nhà hát kịch Việt Nam, còn nghệ sĩ nhân dân Công Lý thì chưa hồi phục sau khi gặp tai nạn. Hai diễn viên được chọn mặt gửi vàng cho các nhân vật này là các cây hài trẻ Trung Ruồi và Duy Nam. Tại Táo Quân 2021, MC Thảo Vân cũng không xuất hiện vì chương trình được quay theo format mới, không có phần chào kết. Có thể nói dù không tham gia với vai trò diễn xuất nhưng Thảo Vân đã trở thành một điều quen thuộc của khán giả trong nhiều năm qua. Chỉ cần nghe giọng cô thôi khán giả cũng ấm lòng. Trước đó, chia sẻ về chương trình Táo Quân với báo Dân Chí, Xuân Bắc cho biết anh luôn muốn xuất hiện bởi Táo Quân không còn là công việc đơn thuần nữa mà chính là trách nhiệm đối với chính bản thân và khán giả hâm mộ. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về việc nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc sẽ đóng vai nam táo hay một vai mới hấp dẫn. Thế nhưng chỉ cần biết nam nghệ sĩ có góp mặt trong chương trình là khán giả đã vui mừng lắm và chờ đợi được xem vào đêm 30 Tết. Do sức khỏe không cho phép làm việc với cường độ cao lên trong Táo Quân 2023, nghệ sĩ nhân dân Công Lý không thể đảm nhận vai bắt đầu. Anh chỉ xuất hiện trong một số phân đoạn ngắn để tri ân khán giả trong chương trình kỷ niệm 20 năm táo lên sóng. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý vừa được vợ đưa sang Nhật để điều trị bệnh theo lịch trình riêng, dần hồi phục sau tai nạn. Nam diễn viên gạo cội màn ảnh Việt luôn được người hâm mộ ủng hộ từ Việt Nam sang Nhật Bản nên chuyến đi cũng suôn sẻ hơn. Hiện tại sức khỏe anh cũng đã ổn hơn nhiều. Với những hình ảnh được ekip chia sẻ trên mạng xã hội, ngoài những nghệ sĩ đã quen mặt với khán giả trong nhiều năm qua, Táo Quân 2023 có sự góp mặt của Trung Ruồi, Duy Nam, Dũng Hớn và các cây hài trẻ được khán giả yêu mến. Họ đã bắt đầu tập luyện để mang đến cho khán giả một chương trình ý nghĩa, sâu sắc và ấn tượng. Chương trình Táo Quân lên sóng lần đầu tiên vào năm 2003, nhanh chóng trở thành món quà tinh thần không thể thiếu của khán giả truyền hình cả nước mỗi dịp Tết đến xuân về, vừa hài hước vừa đề cập đến các vấn đề nổi cộm, nóng hổi của đất nước trong một năm. Điểm đặc biệt của Táo Quân để lại ấn tượng khó phai với khán giả có lẽ phải kể đến sự trào phúng, nội dung mang tính đả kích thâm thúy, có nhiều yếu tố bất ngờ được thể hiện qua lối diễn của dàn sao gạo cội ở lĩnh vực sân khấu và truyền hình. Táo Quân 2023 là chương trình đang được mong đợi nhất dịp cuối năm. Chúc cho các nghệ sĩ luôn giữ được sức khỏe, lửa đam mê để cống hiến nhiều tác phẩm hay hơn nữa cho khán giả truyền hình.